Quý tử nhà Bùi Tiến Dũng lý lắc tạo dáng khó đỡ khi chụp ảnh, bố mẹ bất lực yêu cầu làm một điều. Đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội, Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ bật cười thích thú khi vợ chồng thủ môn tạo dáng nhí nhảnh. Còn con trai 10 tháng tuổi đã tinh nghịch, không chịu ngồi yên đến mức bố mẹ phải lên tiếng. Mới đây nhất, trên Facebook, Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải khoảnh khắc gia đình khi nhí nhố tạo dáng bên Bianca Zakhidova. Cả hai làm kiểu trái tim, thế nhưng spotlight của khung ảnh lại thuộc về quý tử lai Ukraine và Việt Nam. Dù mới chỉ 10 tháng tuổi, thế nhưng nhóc tí đã vô cùng lý lắc, hoạt bát khi không thể ngồi yên lúc chụp ảnh. Thế nên, Bùi Tiến Dũng đã phải yêu cầu con trai một việc, Gian In à, ba cần con nghiêm túc hơn mỗi khi mình chụp ảnh gia đình. Ngay sau khi đăng tải, khung ảnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Phía dưới phần bình luận, dân tình dành nhiều lời khen ngợi về khung ảnh gia đình rạng rỡ và hành động đáng yêu của nhóc tí. Chỉ vừa mới đây, trong vlog chia sẻ về một buổi tập gym cùng vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã hé lộ cách huấn luyện đặc biệt mà anh dành riêng cho bà xã. Tiến Dũng hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác cho Bianca với những bài tập giúp duy trì vóc dáng, tăng sức chịu đựng và sự dẻo dai. Tuy nhiên, sau vài động tác, Bianca tỏ ra khá mệt mỏi, cô ôm cổ và nằm im trên sàn. Khoảnh khắc khác, Bianca ôm chân chồng như muốn nghỉ ngơi. Tiến Dũng đến giúp nàng xoa bóp vai gáy rồi hôn lên môi vợ đầy tình cảm và khích lệ Bianca cố gắng. Ngoài khoảnh khắc tình tứ, Bùi Tiến Dũng và Bianca tập luyện khá nghiêm túc. Từ những ngày đầu hẹn hò đến khi đã về chung một nhà, có con chung, cả hai vẫn duy trì thói quen cùng nhau tập luyện. Và nhờ đó, hai vợ chồng đều sở hữu thể hình đáng mơ ước. Bùi Tiến Dũng có cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn, đầy sức mạnh. Còn nàng mẫu Tây cũng có một body thon gọn, khỏe đẹp, không chút mỡ thừa. Sự chăm chỉ của Bianca còn thể hiện ở việc cô lấy lại vóc dáng chỉ sau 2 tháng sinh con trai đầu lòng, tái xuất sàn catwalk với ngoại hình nuột nà, nhan sắc đàm thắm. Dù đã có con, đôi vợ chồng trẻ vẫn tranh thủ dành thời gian riêng ở bên nhau để hẹn hò, hâm nóng tình cảm. Tiến Dũng còn thường xuyên thả thính vợ trên mạng xã hội bằng những bình luận ngọt ngào, bày tỏ tình yêu như em thật là xinh đẹp, có thể cho anh xin số nhà được không hay Mi Destiny, định mệnh của anh. Được biết trước khi chính thức về chung một nhà, Bùi Tiến Dũng và Bianca đã có gần 2 năm công khai hẹn hò. Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 7 năm 2020 nhưng phải 2 tháng sau đó mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Mặc dù hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải những tấm ảnh tình tứ ngọt ngào bên nhau lên trang cá nhân. Chuyện tình đẹp của chàng thủ môn và cô người mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vào cuối tháng 5 năm ngoái, Bùi Tiến Dũng và Bianca Zakhidova đã tổ chức đám cưới để khép lại mối tình đầy ngọt ngào, lãng mạn, mở ra một chương mới là cuộc sống hôn nhân. Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi đã đón chào thành viên mới đến với tổ ấm nhỏ. Bùi Tiến Dũng luôn ra sức chăm sóc, hết mực yêu thương vợ con. Trên trang cá nhân, nam thủ môn không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh đời thường của gia đình. Con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng có vẻ ngoài vô cùng bụ bẫm, đáng yêu, đôi mắt to tròn màu xám xanh, nước da trắng và mái tóc màu nâu nhạt. Được biết, vợ của Bùi Tiến Dũng sinh năm 2000, đến từ Ukraine và có chiều cao 1,73m. Cô nàng từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Trước khi sang Việt Nam, Bianca là một người mẫu quốc tế, làm việc tại rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức, Latvia. Hiện tại, Bùi Tiến Dũng thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, đóng quân tại trung tâm PVF, Hưng Yên. Trong khi đó, vợ con anh vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành gốc Thanh Hóa thường tranh thủ mọi thời gian nghỉ để về thăm vợ con. Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, từng là người hùng của U23 Việt Nam, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đi xuống từ sau giải đấu đó khi liên tục phải ngồi dự bị ở câu lạc bộ Thanh Hóa, Hà Nội FC, Thành phố Hồ Chí Minh và không được gọi lên đội tuyển quốc gia trong 3 năm qua.